Xin chào anh em, mình là Hợp. Và hôm nay mình có trên tay đó là một chiếc Hamilton mới về. Đây là video của ICS. Các bạn có thể mua hàng và theo thông tin của ICS ở trên cái card này các bạn nhé. Đây là số điện thoại và đây là địa chỉ cũng như là website. Tất cả các hàng còn hết thì các bạn có thể theo dõi trên cái website này đó. Hamilton thì như mình đã nói thì bây giờ Hamilton đã sử dụng một loại hộp travel case mới để bán ra những cái hàng sale off outlet. Cho nên là chúng ta sẽ có những cái hộp tương đương như vậy. Ở phía trong này chúng ta sẽ có một cái thẻ của Hamilton, mà nếu như anh em mua thì chúng ta sẽ có thêm một cái thẻ của ICS ở đây các bạn nhé. Đó. Hộp này thì cũng như là một cái travel case rất là tiện. Các bạn sau này các bạn đi chơi, các bạn sử dụng thì nó sẽ vẫn rất là tuyệt vời. Chiếc Hamilton hôm nay mình trên tay đó là một chiếc thuộc dòng Jazzmaster. Và chiếc Jazzmaster này thì nó sẽ có mặt dial đen và chúng ta sẽ có ở đây là kim Paris Sub. Cho nên dòng này sẽ được gọi là Jazzmaster Paris Sub. Đó. Thiết kế của chúng ta thì là được làm thiết kế theo cái thân đời mới rồi, cho nên là nó sẽ rất là đẹp. Mặt dial của chúng ta như các bạn thấy ở đây là một mặt dial màu đen, và nó được làm sần sần ở mặt, sần hạt nhỏ, sần bụi mịn, kiểu như là mặt cát vậy. Đó, làm khá đẹp. Chúng ta có logo Hamilton ở góc 12 giờ, còn ở dưới góc dưới đây thì chúng ta sẽ có đó, các bạn thấy là một cái kim và một cái vạch được làm hình xẻ quạt. Và cái này thì là để biểu hiện là cái kim Paris Sub, hay chúng ta còn gọi là kim cót hoặc là kim xăng. Ở góc 3 giờ thì các bạn sẽ thấy đó là một cái ô lịch ngày. Và ô lịch ngày này thì cũng có cái nền màu đen để phù hợp với cả mặt dial luôn. Với những cái dòng Hamilton thì nó là đem đến cho chúng ta một vẻ đẹp rất là nam tính, manly của chất Mỹ. Và cái thiết kế thì không đụng hàng được. Và những cái thiết kế của Hamilton thì mình đánh giá rất là cao, bởi vì nó khá là chi tiết. Các bạn có thể nhìn thấy cái sợi dây của nó. Trong tầm 16 triệu thì thực sự là cái sợi dây của chiếc Hamilton này thì quá đã luôn. Các bạn có thể thấy là cái chất lượng sợi dây này, nó làm phay xước và nó làm cắt kim cương ở các cái cạnh. Đó, phải nói là tuyệt vời, không có gì để chê cả. Phần thân của chúng ta thì cũng được Hamilton hoàn thiện rất là tốt, với những cái lắc này của chúng ta được làm theo hình giọt nước và nó sẽ rất là ôm tay khi các bạn đeo. Kính của chúng ta sử dụng là kính sapphire và dĩ nhiên nó có lớp phủ chống lóa trong và ngoài. Đó, để các bạn có thể nhìn thấy rất là dễ. Ở góc này chúng ta sẽ thấy lớp phủ màu xanh navy. Ở góc này thì chúng ta sẽ thấy là lớp phủ màu xanh green. Đó, trên chiếc này thì nó có nhiều lớp phủ cho nên là các bạn sẽ thấy nó trong vắt, cực kỳ đẹp. Đó. Một chiếc đồng hồ như vậy mà có giá sale chỉ có 15,9 triệu, còn với giá hãng thì các bạn sẽ phải bỏ khoảng tầm 36 đến 38 triệu để mua dòng sản phẩm này. Ở đằng sau thì chúng ta sẽ có cái bộ máy của Hamilton, và Hamilton thuộc Swatch Group, cho nên là những cái bộ máy mới của nó thì nó cũng sử dụng cái tính chất giống như là Powermatic của Tissot. Chúng ta vẫn sẽ có 80 giờ tích cót, 21.600 tần số động và các bạn sẽ có khoảng 25 chân kính. Bộ máy này thì được modify thêm cái kim Paris Sub, cho nên là các bạn sẽ có cái kim vào cót ở đằng trước. Chiếc đồng hồ này thì được làm với một cái đáy xoáy, và cái đáy xoáy này sẽ giúp cho chúng ta có cái độ chống nước là 53, tương đương với 50 m. Đó, các bạn có thể thấy rất là rõ ràng. Sợi dây thì đi kèm cái khóa, và khóa này của chúng ta thì sẽ gập lại. Đó, và chúng ta sẽ có cái logo của Hamilton ở phía mặt này. Chiếc này có size là 42 mm và nó có độ dày và khoảng tầm 10.9, cho nên là nó sẽ phù hợp với tay anh em khoảng 16.5 đeo là đẹp. Tuy nhiên 16 vẫn cố được các bạn nhé. Đó, vì chiếc này là một chiếc có cái lắc ngắn rất là dễ đeo, và khi đeo lên tay thì nó cảm giác cực kỳ êm ái như này. Đó, các bạn thấy rất là tuyệt vời. Ok, chiếc này đang có sẵn tại bên mình. Nếu như anh em nào có nhu cầu về chiếc Hamilton Jazzmaster Paris Sub này thì có thể liên hệ bên mình theo thông tin bên dưới video và trên card này. Cảm ơn anh em rất là nhiều đã theo dõi video, và xin hẹn gặp lại anh em trong video tiếp theo của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại anh em.